Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Phải đến 5 hoặc 6 năm rồi đấy, tôi mới trở lại vườn ông Nguyễn Gia Thọ. Vâng, trên mái nhà tầng 11, đây là một cái sân chơi, sân thượng rất là đẳng cấp, một cái view rất đẹp nhìn ra Hồ Tây. Với cái số lượng cây và cái thay đổi quá nhiều. Chào bác Thọ nhé, em chào bác nhé. Vâng, với cái thay đổi quá nhiều lần những cái năm tháng trước mà em về vườn bác này phải đến 5 6 năm rồi đấy. Lâu lắm rồi. Từ lúc ấy bác mời còn ít cây mà bây giờ tuyển về rất nhiều, nó dày đặc rồi. Con kiến nó tham mồi. Và con kiến tham mồi. Bởi vì gặp bác cứ bắt tay là bác cứ nói là Đỗ Sinh là cái gì? Nhà báo chiến trường. Tất cả mọi nơi đều có mặt, và anh em tôi đã từng có những cái chuyến về vùng Tây Nguyên này, đi Nam Bộ này, đấy, các tỉnh phía Bắc này. Và bây giờ tôi đăng tải một số những hình ảnh của những cái cây mà có những đường nét rất khó. Chúng ta sau khi xem mà cảm thấy không thể quên được tại vườn ông Nguyễn Gia Thọ. Và đây hình ảnh của ông Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội, đang cầm cái vòi nước để chăm sóc bảo dưỡng cây. Đấy, khi Đỗ Sinh đến vườn, tôi có hỏi ông là hôm nay tôi đến vườn ông mới làm cái này để gọi là thể hiện là chăm làm hay là làm thường xuyên. Ông cười nói là tôi vẫn thường xuyên làm như thế này, vì tôi nói khoáy, nói chọc tức ông là ông thể hiện hay sao. Ông bảo không, chiều nào tôi chả làm như thế này. Lên với sân chơi cây thì việc đầu tiên là tôi vớ cái vòi nước. Đấy, vừa làm mát và cho cây nó cũng có cái một cái an toàn hơn trong cái mùa hè nóng nôi như thế này. Một cây xanh, một tác phẩm xanh có tên là Con Hơn Cha Là Nhà Có Phúc. Vâng, độ hoàn thiện của cây thì chắc là ngày này sang năm thôi. Còn vài cái tán cuối của cái thân, cái nhánh huyền xuống. Còn đâu là cũng rất là tròn bóng và mỏng tán đẹp rồi. Nói đến ông Nguyễn Gia Thọ thì đây là một cái điển hình về vườn cây. Có nhiều những cái nét nghệ thuật và nét khó nhất, chơi theo cái phong cách là cổ kỳ mỹ văn mà nhiều vườn khác không thể có được những cái tác phẩm mà anh em làng chơi vẫn hay dùng cái từ gọi là những cây quái. Và những cái nét rất nghệ thuật, chơi không biết chán. Thế còn tôi lại thêm một cái câu vui nữa là chơi đã không biết chán rồi thì bán bao giờ có lãi. Mặc dù ông Thọ ít khi là chơi theo cái kiểu như là chơi thương mại, chơi là chính. Đấy, nhưng mà cũng không thể bỏ qua được cái giai đoạn là duy trì một cái nét chơi, một cái đắm say, một cái quý tác phẩm của mình thì phải là không chán để mới quý. Đấy, đây này. Chơi không chán bán được nhiều tiền. Vâng, đấy. Đẹp không? Được không anh? Chơi mà thì là không chán, mà bán sẽ là có lãi, bán được nhiều tiền. Bởi vì sao? Anh đã chơi chán rồi thì anh bán cho ai? Đấy. Rồi, đấy là tác phẩm thứ nhất có tên là Con Hơn Cha Ở Nhà Có Phúc. Bây giờ tôi đi sâu vào trong này. Đấy, đi sâu vào trong này xem từ cái góc này trước nhá. Tôi sẽ làm khoảng 2 cuốn thôi. Vì bây giờ nó tầm trưa quá rồi. Ôi giời, sau khi đưa nước xuống sàn xong nó bốc lên mát thật đấy các bác ạ. Đây này, cái mùa nóng đó là bảo vệ lại những cái vị trí mà cần phải bảo vệ. Ông cũng dán ghim những cái mảnh vải vào đây này.
quá đẹp. Vâng, một cái động tác thưởng trà và chép miệng. Chúng ta vẫn có câu là rượu thì khà và trà thì chép. Uống rượu thì khà và uống trà thì chép chép. Đấy. Thì đây là chính là cái ông đang trà chép này. Để đánh giá cái hương vị của cái ngụm trà mình vừa uống thì là chép một cái. Và đánh giá cái chất men mình vừa mới thưởng thức thì là khà một cái. Rượu khà trà chép. Và chúng ta đến với một cái tác phẩm đề. Và thiền đề, an đạo. Thiền đề. Quả thực là phải nói đúng 6 năm đấy. Và lần này tôi trở lại vì có rất nhiều cuộc anh em gặp nhau nói chuyện điện thoại và chuyện trò. Mà đến hôm nay thì qua một cái số vườn ở khu vực nội thành, tôi sẽ giao lưu trong đợt này. Thì hôm nay tôi trở lại với vườn ông Nguyễn Gia Thọ. Và chúng ta đang đến với cây xoài. Vâng, từ một cái vị trí chuyển thân của cây xoài tạo thành cái vòng tròn khép kín 360 độ mà nó đã đầy phủ kín cái lỗ ở trong và trở thành một cái củ rất to như này, một cái vị trí mà ít người hình dung ra. Đấy. Một cái u rất lớn. Và đây là cái hình ảnh phong cảnh Hồ Tây khi đứng ở trên tầng 11 vườn cảnh ông Nguyễn Gia Thọ, phóng tầm nhìn ra ngoài mặt hồ. Vâng, gửi đến anh em chúng ta hình ảnh của một cây cóc này.
cây cóc đang đơm quả rồi. Quả nó nhiều lắm. Nhiều lắm. Đây là bác cắt đấy chứ không thì còn rất nhiều đấy. Đấy. À, những cái nhánh mà không cắt kia quả đeo trên kia kìa. Cây cóc đẹp quá nhỉ. Và còn rất nhiều những cái bóng cây đang được xây dựng, được tạo tác trở thành những cái tác phẩm có thể dùng từ gọi là kinh điển, những cái tác phẩm có giá trị nghệ thuật rất cao. Những cây xanh Nam Điền với cái tuổi cũng rất là già cây rồi, những cây bám đá này. Vâng, đến đây chúng ta cũng sẽ tự hỏi và đánh giá có những cái điểm gì chúng ta học hỏi được. Các bác có thể để ý những cái vị trí mà ông Nguyễn Gia Thọ ghim những cái mảnh vải vào. Nắng như thế này không cần phải che cả thân cây. Đúng không? Có thấy ông che cả thân cây đâu. Mà ở trên tầng 11 đầy nắng và đầy gió. Nhưng những cái vị trí ông che là vị trí nào? Chắc là các bác chúng ta tự hiểu. Với một số những cái mảnh vải ghim ở những cái vị trí như thế. Những cái cây cóc có những đường nét rất là kỳ dị đây. Và bình thường thì chua, nhưng mà khi nó chín đủ cái độ chín của nó rồi thì bổ ra ăn cũng không chua lắm. Nó xốp xốp và ngọt. Cây cóc đẹp quá.
Vâng, chỉ muốn xoay máy xung quanh cây cóc để ngắm mãi thôi các bác ạ. Vâng, ở vị trí tầng 11 thì chưa phải là so với ở nội thành là cao lắm đâu. Nhưng mà đắc địa ở cái vị trí là xung quanh lại không có nhà cao. Để phóng cái tầm mắt rất xa. Kia là ngoài sông Hồng này, bãi An Dương này. Vâng, xa xa kia là những cái trụ cầu Nhật Tân. Úi giời, cây xanh dáng huyền ôm chậu, đẳng cấp không? Và khi làm xong thì không biết là yêu đến mức độ nào này. Vâng, bây giờ tôi xin cắt cuốn video thứ nhất này để tôi xây dựng một cuốn thứ hai nữa. Chứ nếu mà quay cả một hết thì nó quá dài để chúng ta theo dõi tiếp những cái nét đẹp bonsai nghệ thuật tại trên sân chơi của ông Nguyễn Gia Thọ.